Quang ơi. Ồ, đang cúng hay vậy? Ủa, hôm nay để ông Phật già làm cái là sao vậy? Dạ, tức nghĩa là giữ cửa. Giữ cửa hả? Ủa vậy là anh vẫn biết rồi, vậy là anh để ở đây vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, anh để vậy luôn. Ồ. Dạ. Để ngay cái cửa như vậy luôn. Dạ đúng rồi, kiểu như là cửa vô ra luôn. Dạ đúng rồi. Thôi xin chào cả nhà nha. Thì dạ. Mình lâu rồi mình mới quay trở lại thăm cậu bé mồ côi cha mẹ. Dạ. Em Quang. Đây là cái nơi thờ cúng của cháu nha. Đang cúng hả? Dạ em mới cúng rồi. Dạ. Đây là ông Phật Già Lam. Dạ đúng rồi. Bồ Tát. Dạ. Đây như... là mình thỉnh ở đâu vậy? Dạ này có sẵn anh, hồi lúc cái tượng Quan Công em thờ bên phía bên này. Dạ. Tức là đem qua đây ha. Dạ đúng rồi, vậy em để qua đây em làm thần hộ pháp. Dạ. Ở trên là ngày dạ mẹ, dạ đúng rồi, dạ mẹ Diêu Trì. Kỳ này là anh thấy hình như là hơi gọn lại không? Dạ đúng rồi, tại vì em có một cái điều gì đó nó tác động đến em nên em dọn nhẹ lại. Tức là sao là cái dạ tức nghĩa là hồi đó là em thờ nhiều quá rồi cảm giác như nó nặng người. Ừ. Nên cho nên do đó là em cũng nhờ một người đạo á lợi giúp em cũng như là sắp xếp gọn gàng lại cho em. Dạ. Em có thể qua giới thiệu cho anh cũng như bà con này. Dạ. Mấy vị này là gì? Dạ trên này coi như là mẹ Diêu Trì Địa Mẫu, ở dưới đây là Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, Đức Đại Bi Quang Thế Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ở đây là Đức Nguyên Nhung Chúa Xứ. Dạ. Chúa Xứ sao mấy ạ? Dạ đúng rồi, còn bên này là Má Hai Nha Măng. Má Hai Nha Măng. Dạ Phạm Đi Hiên cô Hai Nha Măng. Dạ còn bên này là cô Năm Châu Đốc. Cô Năm Châu Đốc thì anh có nghe, còn Má Hai Nha Măng là sao là? Dạ là cô Hai Phạm Đi Hiên. Dạ là sao? Sau đó là cái có sự tích gì không? Dạ có cái sự tích. Dạ khi cứ như là cô mất còn trẻ, năm 16 tuổi. Dạ. Lúc gài em có xem xuất hiện những cậu bé kỳ lạ không Quang? Dạ, dạ có. Như là cậu bé Tường Lam mà chỉ có mới 4 tuổi mà đọc chú Đại Bi cũng như là thuộc lào kinh kệ đó. Dạ có, em có nghe. Theo em như là mình có ý kiến gì cũng như về bên phần tâm linh này? Dạ bên phần tâm linh thì em thấy bé mới có 4 tuổi mà bé nhân diện rất là tốt. Dạ, còn mà bên về mặt tâm linh đó là bé là kiếp trước kiểu như là bé kiếp trước đã có tu nhưng là kiếp này tái sinh lại để mà mình tu tiếp và để mà thăng lên cái chức cao hơn. Ừ. Dạ. Bé có chia sẻ là kiếp trước là một nữ tu sĩ, một ni cô vậy đó. Dạ dạ. Theo em là mình suy nghĩ như thế nào? Thì em suy nghĩ đó là cũng đúng. Dạ. Rồi bé thì thuộc những cái bài chú Đại Bi cũng như là em có nghe như qua là chú Đại Bi nè rồi chú Dược Sư nè, chú Địa Tạng và dạ, chẳng hạn như vậy. Mà tiếng Phạn bé học cũng hay, em chưa thuộc tiếng Phạn mà bé thuộc cũng hay. Thí dụ như Quang vậy là Quang thuộc được chú Đại Bi hay là những cái chú khác không? Dạ chú Đại Bi với chú Giảng Sanh. Dạ. Quang có thể là mình đọc cho bà con nghe được không? Dạ đọc chú Giảng Sanh. Chú Giảng Sanh ha. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chú Giảng Sanh. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Tất Đa Bà Tì A Di Đà Thì Ca Lăng Đế A Di Đà Thì Ca Lăng Đa Già Chi Nị Già Già Đa Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Tất Đa Bà Tì A Di Đà Thì Ca Lăng Đế A Di Đà Thì Ca Lăng Đa Già Chi Nị Già Già Đa Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Địa Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tức Tam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Chi Nị Già Già Đa Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cái đó là chú Giảng Sanh ha. Dạ đúng rồi. Mình có thuộc chú Đại Bi luôn không? Dạ chú Đại Bi thuộc nhưng mà cái khúc cuối á là em hơi bị dấp á nên em bị quên chữ này kia. Dạ. Vậy là còn một hai câu cuối là mình không dạ, thuộc như, mấy dạ đúng rồi kiểu như nó hơi bị đảo lộn nên em không thuộc. Vậy bây giờ mình thuộc bao nhiêu mình đọc bao nhiêu? Dạ anh như đọc là em thuộc là khúc đầu với gần cuối. Rồi thí dụ như mình thuộc bao nhiêu mình đọc bao nhiêu cái đó cũng một cái tốt, cái điều tốt. Dạ đúng rồi. Dạ như là chú Đại Bi là Nam Mô
Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Bằng Đăng Phật Diệu Số Đắc Na Đắc Đỏ. Nam mô Tất Kiết Lật Đổ Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Tát Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trị Hay Địa Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thầy Dân Tát Bà Tát Đa Nam A Bà Dạ Ma Phật Đạt Đậu Đắc Địa Tha Án A Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hay Địa Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Địa Đại Dẫn Cu Lô Cu Lô Yết Mông Độ Lô Độ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Địa Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Mạ Mạ Phật Ma Ra Một Đế Lợi Hay Di Hay Thất Na Thất Na Ra Sa Phật Ra Sa Lợi Phật Sa Phật Sa Phật Ra Sa Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hay Địa Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Địa Già Na Ra Cẩn Trì Địa Địa Sắc Ni Na Bà Già Ma Na Ta Bà Ha Tất Đại Già Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đại Già Ta Bà Ha Tất Đại Du Ngải Thức Bạn Ra Già Ta Bà Ha Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thức Bạn Đa Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạn Đà Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạn Đà Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạn Đà Dạ Ta Bà Ha Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quy Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Dạ như là chú Đại Bi. Ờ, anh thấy em cũng đọc cũng tròn dữ lắm mà hay là nó còn một đoạn nữa hay sao? Dạ còn một đoạn cái khúc cuối như là Nam mô Hắc Ra Đắc Na khúc đó là đảo ngược lên trên đảo ngược qua lại. À. Dạ nên em cũng đọc hơi bị lộn với lại thiếu chữ này kia. Dạ. Như đó cũng giỏi rồi. Dạ. Thì anh khi mà chia sẻ những cái clip mà của bé 4 tuổi, dạ. Không phải là riêng về bé 4 tuổi như là bé Nhật thì em dạ. Cũng biết cũng có nhiều khán giả là người ta chia sẻ nó là có nhiều cái câu cũng như là không biết là bé Nhật hay là bé 4 tuổi đó, cái đọc của chú Đại Bi đó là cũng có đọc sai. Theo cưng là mình như bé Nhật hay là đọc cái đó là đúng hay sai vậy? Dạ, theo em thì bé Nhật đọc cũng đúng. Dạ, tại vì nếu mà nói gì chú Đại Bi á, vừa dễ học mà vừa khó học. Cứ như là khó học á là về mặt là chữ A là nhiều, chữ A, chữ E, chữ nói chung là mặt chữ A là nhiều anh nên bị hơi bị rối với lại bị không thiếu chữ này kia. Dạ, còn mấy phần chú khác thì em thấy ok. Ừ. Dạ. Còn bé Tường Lam mà đọc chú Đại Bi là cái đó là chính xác không? Dạ, bé Tường Lam thì em thấy có đọc chú Đại Bi là tiếng Phạn với tiếng Việt. Dạ, cũng đúng. Đúng luôn ha? Dạ. Kính thưa mọi người, thì hôm nay quay trở lại thăm bé Quang. Dạ. Thì cũng như là cái lúc trước mình có quay đó thì cái chỗ này cũng như là gạch nè. Thì cũng dạ, được, gạch tàu. Quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Giúp đỡ hồi xưa là cái chỗ ngôi thờ của cháu là gạch tàu đúng không anh? Dạ, đúng rồi. À, dạ. Mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cũng như là trùng tu sửa chữa lại chỗ này chút xíu, chỗ này thì nhìn trang nghiêm và sạch sẽ đẹp đẽ ha. Dạ. Cái chỗ này là hàng ngày của mình là làm gì Quang? Dạ chỗ này họ là hồi đó là em thờ có thờ đưa mấy năm qua đây thờ rồi giờ là em nghỉ thờ em nên em đưa nên em để như vậy. Dạ. Thì Quang thì có cái bàn tay vẽ hình Phật cũng như là các diện rất là đẹp. Dạ. Những cái tấm hình đó nó còn không? Dạ tấm hình đó em còn đúng bây giờ còn đúng một bình hơn bà chú xứ à. Gì hả? Đó, dạ. Đó. Dạ những tấm hình kia đó hết rồi. Dạ những tấm hình kia em có thì những cái tấm hình của ngài Quang Công là cũng em vẽ đúng không? Dạ cái này là của một bé gần nhà em vậy. Nó cho em. Còn đây là bà chú xứ em vẽ. Bà chú xứ. Cái này dạ. Là bà chú xứ nguyên nhung là phải không? Hay là... Dạ đúng rồi. Cái này là em vẽ hồi hôm gần tới với bà. Dạ. Là bà chú xứ mình ở đây. Dạ đúng rồi. À, bà chú xứ nó xăm ha. Dạ đúng rồi. Lý do em vẽ khác nhau là bà chú xứ mình là không có cầm quạt nhưng mà em vẽ thêm cái có cái quạt vô. Dạ. Cái dáng ngồi của bà là một chân đưa lên và một chân đưa xuống như dạng như ngồi nghỉ ngơi. Ừ. Dạ. Anh có tìm hiểu là ngày xưa là hình như là bà trong cái sách vở là bà là ốc đàn ông chứ không phải là đàn bà đúng không? Dạ cái cốt tượng là đàn ông nhưng mà cái bà về là bà là nữ tướng. Bà là nữ. Nhưng dạ. Mà cái tướng ngồi là cái tướng mạnh tướng mà lực dạ, lưỡng ha. Dạ của người đàn ông. Ừ. Nếu mà theo mà về mặt tâm linh mà bên đạo mẫu á ừ. Thì bà chúa xứ được sắc lệnh của Ngọc Hoàng. Dạ là nhận thí dụ như cái tượng của mình đây hiện giờ là thờ là đàn ông ừ. Nhưng mà được nhận lệnh của sắc lệnh của Ngọc Hoàng về là bà là nữ và bà là nữ tướng của trời. À, anh nghe nói là con gái thứ mấy của cha Ngọc Hoàng phải không? Dạ đúng rồi, nói chung là trong cái hàng của phẩm lệnh bà là con đều là con của Ngọc Hoàng với mẹ đi mẫu. Mà bà rất là dữ. Dạ bà đúng rồi. Rất là dữ mà. Dạ đúng rồi. Phân xử nghiêm minh phải không? Dạ đúng rồi, bà phân xử nghiêm minh. Dạ như là ai có thưởng thì bà sẽ thưởng còn ai có tội thì bà sẽ trừng. Ừ. Dạ. Thì sự tích bà chú xứ núi Sam thì mọi người chắc cũng biết, bà con dạ. Cũng chắc cũng biết là rất là linh, dạ, rất là linh nghiệm luôn. Dạ. Đó, bây giờ thì quý vị hành hương quý vị Phật tử và con phương xa ở
ở ngoài tỉnh ngoài đó, yeah. tốt ngoài Hà Nội mà người ta còn vào đây để mà cúng giếng, yeah. thăm chùa Chú Sứ núi Sam. Yeah. Như là thí dụ nếu mà bây giờ em mà em thờ Đức Ngài Quan Thánh ở đây á, là đều có lý do. À, dạ, lý do như thế nào em có thể thứ nhất là trấn trạch, và thứ hai là hộ hộ giá hộ cái ngôi thờ ở đây. Ừ. Và cũng như là đánh những cái phần tà, phần xấu mà nó muốn hại đến chỗ em tu tập á, thì con em cũng nguyện với Ngài là sẽ đánh trừ ra, ừ. và là ban cho em bình an, với lại ban cho em một sự tinh tấn để tu hành. Và do cho đấy em mới để Ngài chánh diện với cửa nhà luôn, ngay giữa luôn vậy đấy ha. Dạ. Hằng ngày là cũng thắp hương cho Ngài luôn hay sao? Dạ không, thí dụ như hằng ngày là em cứ nguyện hương ngoài đây là em xa, em xây vô em giá em cầu rồi em lại ngày thôi. À. Dạ, chứ hàng ngày em cũng cúng nước giống vậy. Dạ, hàng ngày em chỉ kính kính nước như vậy thôi. Thay nước ha. Dạ đúng rồi. Ở ngoài trước thì cái chỗ này thì anh thấy em ghi là Bủ Toàn Ngọc Đế, là tức là thờ cha. Dạ đúng rồi, thờ cha. Dạ. Ở ngoài trước này thờ trời ha. Dạ đúng rồi. Thờ trời cùng các đấng thiên liêng cùng chư vị sơn thần á. Dạ. Thì chiều nào mình cũng giái sao? Dạ ngoài. Chiều nào em cũng giái chứ. Dạ, như là một mỗi buổi chiều là em cứ công phu là địa mẫu chân kinh. Ồ, oh, dạ. Dạ, địa mẫu chân kinh. Ngày nào mình cũng đọc kinh địa mẫu ha. Dạ đúng rồi. Như phần kinh địa mẫu này có 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. Dạ. Mình trì vậy là thời gian bao lâu quá? Dạ, mình trì như vậy là một khoảng, nếu mà mình trì chậm là một tiếng mấy, còn mà nhanh á là nửa phút. Dạ. Em trì kinh địa mẫu kèm theo chú Đại Bi và chú và kèm theo Bát Nhã Tâm Kinh và kèm theo chú Giảng Sanh. Dạ. Chậm là 1 tiếng, còn lẹ là nửa tiếng. Dạ đúng rồi. Em mà công phu như vậy cũng như là cầu nguyện cho củ quyền thất tổ ông bà được siêu sanh, và mẹ của em cũng được siêu sanh, cha mẹ em được siêu sanh, như là cho mọi người đều được hưởng chữ bình an của Mẫu Hoàng. Dạ. Vậy là cha mẹ em mất cũng đã lâu rồi ha. Dạ đúng rồi. Giờ chị kinh để hồi hướng công đức này. Công đức cho cha mẹ và củ quyền chung ha. Dạ đúng rồi. Ngày xưa là cha mẹ của mình mất còn trẻ tuổi hả qua? Dạ đúng rồi, ba em mất còn em lúc còn 2 tuổi, còn mẹ em mất em mới lúc 15, 16 tuổi. Ừ. Hôm nay mình 17 ha. Dạ. Là cha mẹ đều bệnh hết hả vậy? Dạ đúng rồi, cha em thì bị bệnh, còn mẹ em cũng bị bệnh luôn. Dạ. À, lúc trước anh nghe em chia sẻ là khi mà mẹ mất là nằm ở... Dạ nằm ngay đây. Dạ nằm ngay đây, còn bây giờ là nơi này chỗ em ngủ. Dạ. Em ngủ ở cái... em ngủ trên đây luôn. Dạ đúng rồi. Đây là cậu bé mồ côi cha mẹ. Dạ. Nhưng mà bé thì có cái tâm Phật. Bây giờ hàng ngày là cúng lại. Dạ. Như là chị chú kinh địa mẫu. Cũng biết đôi ít về chú Giảng Sanh. Dạ. Chú Đại Bi. Đây là nơi thờ của cháu nha cả nhà. Dạ. Rất là trang nghiêm của cháu Quang nè. Dạ mẹ mẫu thì hồi khuya nãy mới thay áo mạo. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mới thay hồi khuya hả? Dạ mới thay hồi khuya. Lúc trước là mẹ mẫu em mặc áo đen rồi giờ em thay áo vàng. Ừ. Dạ cũng như là chuẩn bị cho một năm mới luôn. À, dạ. Sang năm mới ha. Dạ. À, lúc này có nhiều cái gì tâm linh mà màu nhiệm gì không chia sẻ cho bà con được biết ha? Dạ tâm linh màu nhiệm thì cũng không nhiều. Dạ cũng không nhiều lắm. Dạ nhưng mà cũng như là trong một thời khắc mà em khó khăn á, kiểu như là em như là dạng là cần kiếm một đồng ngân để mà lo cho bà sắp tới rồi, sắp Tết á. Dạ em cũng nguyện giấy với bà chú xứ hàng ngày hàng đêm, và dạ, với tâm sự với bà hàng đêm là cũng hên bà cũng ban ngân cho em là em được đi làm. Được đi làm hả? Hiện tại dạ. Là cứ đi làm hả? Dạ đúng rồi. Làm bên gì? Dạ làm bên quán cơm á. Quán cơm ha. Dạ. À. Dạ. À, lương ổn định không? Dạ cũng ổn. Dạ. Vậy là bữa nay là mình được nghỉ hay là sao? Dạ mình được nghỉ rồi ngày mai là em đi làm. À. Dạ là từ 6 giờ không, từ 4 giờ rưỡi chiều cho tới 7 8 giờ sáng. Ồ, sao mà, làm cái quán cơm hay gì sao mà tới? Dạ quán cơm, dạ quán cơm mở trên 24 á. À, dạ. Vậy là mình làm giấc khuya đó ha. Dạ. Giấc khuya mình làm giấc khuya ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Lương cũng ổn ha. Dạ lương cũng ổn. Vậy là bữa nay mấy anh cũng có duyên vô gặp bà em ha. Dạ. Đây thì em nói thì để thờ ông Ngài Quan Công ngay giữa nhà nha cả nhà. Dạ. Đó, cũng như là chấn chạch, chấn tà, trừ tà ha. Dạ đúng rồi.
thì mình sẵn thì cái chuyến đường mà mình quay cho cả nhà xem đó, thì được lúc đó được cô nước ngoài hỗ trợ cũng như là trùng tu lại chỗ này chút xíu. Thì gia đình cũng như là em có nói là nhiều cái vách tường á nó bị cũ quá cho nên là nhiều khi là lót ốp gạch chứ không được nữa. Đúng không? Còn gạch tàu á thì thay thành gạch này. Đúng rồi. Quá đẹp. Là cái lúc mà em sơn phết đây nè, là em cũng cái chú đó đó, chú cũng giúp, cứ như là em cũng giúp chú được một phần, rồi là buổi trưa quá rồi chú về, là còn lại là mình anh em là 2 ngày em là em sơn phết trắng luôn, dạ như là lõm lõm xanh xanh rồi đó, đây là em chấm như cho nó hoàn thiện là cái vách này thì cũng lâu lắm rồi. Dạ đúng rồi. Nó dễ bị giọt ra qua. Dạ. Nó hay giọt ra lắm. Dạ đúng rồi. Nhất là những cái đường mình đó đó. Dạ nó cũng có nứt. Cái chỗ này là của ông bà hả? Dạ của ông bà. Cái ngôi thờ, cái nhà phủ thờ luôn ha. Dạ đúng rồi, cái nhà phủ thờ luôn. Không có ai ở ha. Dạ đúng rồi, là hồi đó giờ không có ai ở, như là nhà bỏ hoang luôn. Là từ khi mà có em ở đây là ngang khói đầy đủ ấm áp. Ông cũng lại ha. Dạ đúng rồi. Anh thấy ở trên thờ đó là chắc ông cồ ông cố gì ha. Dạ ông cồ, bên đây là ông cồ, bên đây là bà cồ quý. Nói chung là từ lúc có em cũng ấm cúng lại ha. Dạ đúng rồi. Lúc trước là không có ai không thờ không gì luôn không? Dạ đúng rồi, lúc trước không có ai, không có nhang khói gì hết trơn. Dạ. Ở đây thì anh cũng thấy là có thờ ông địa thần tài luôn ha. Dạ là cái này là em mới thỉnh sau này. Mới thỉnh hả? Ở đâu? Dạ thỉnh cũng mấy tháng nay. Dạ. Thầy con thần tài ông địa ông cũng phù hộ cho em trên đường đó, quốc lộ bình an, cũng như là cái được làm việc có đồng ngăn đồng vô đồng ra, có giúp được tiếp gì cho ngoại thì tiếp. Dạ đúng rồi. Với lại là em thờ ông địa ông thần tài chung với ông hổ, mà tại vì em không có tượng ông hổ á. Ông hổ hả? Dạ ông đâu hổ. Đâu thấy ông hổ? Dạ ông hổ đây nè. Không có tượng ông hổ hả? Dạ nên em thờ chung với ông địa vậy luôn. Dạ. Cũng như là ông hộ cũng em cũng nguyện giấy giống ngài Quan Thánh với chấn trạch trừ tà nữa. Theo như Quan á là cái bé 4 tuổi cũng như là bé Nhật cũng như là bé Diệu Thiện thì những với có cái bé là chỉ có mới 2 tuổi thôi. Mà ăn chay niệm Phật, biết nhân quả, biết tội phước. Theo như em là bây giờ là xuất hiện những cái bé mà nhỏ tuổi rất là nhiều, những cái trường hợp đó là theo em như cái màn này là theo em như cái màn này á, và theo em suy nghĩ á nha, là cha mẹ bề trên á cũng sẽ chọn những người trẻ tại vì người ta sẽ sạch sẽ hơn những cái người mà già về sau này. Như là người già sau này người ta sẽ dơ giấy này kia, rồi cũng như là không có còn trách nhiệm nữa đó, là bề trên ta sẽ giao lại cho những cái phần trẻ như độ tuổi là từ 4 như bé Lam, 4 tuổi 2-3 tuổi như bé Lam trở lên như là cỡ tuổi em này. Cũng như là từ khoảng chừng 17-18 tuổi đổ xuống ha. Dạ đúng rồi. Không có nhiễm bụi trần, không nhiễm đời ha. Dạ đúng rồi. Rồi không có vợ chồng này kia nó ô uế hay sao. Dạ đúng rồi. Cái như là phụ nữ thì thí dụ như theo em nha, mấy người mà ví dụ bà mà mượn phần căn hay là vô để mà dạy bảo con cháu á, thì bà sẽ bây giờ bà sẽ chọn nam nhiều hơn nữ, tại vì nữ có nhiều so cái như là nữ là có ngày dơ này kia đó, nên là cũng không có tiện. Nên là bà, thứ nhất là bà với các đấng thiêng liêng nếu mà về mà mượn khẩu hay là dạy đạo gì đó thì sẽ thứ nhất là sẽ mượn nam, mượn người nam hơn là người nữ, và cũng như là mượn các bé đồng tử như gì. Theo em là mình có ý kiến gì ha? Dạ đúng rồi, theo em là có ý kiến gì? Tại vì nữ thì nhiều khi cũng có cái ngày dơ này kia ha. Dạ đúng rồi. Còn nam thì nếu mà chuyên về bên Phật luôn á, tâm linh luôn á thì sẽ sạch sẽ hơn. Dạ đúng rồi. Với lại thêm một phần nữa là từ khi mà người huynh đạo của em á sắp xếp lại cho em cái ngôi là như luôn á, là em cảm giác một như là một có cái thanh điển mới mẹ, một cái thanh điển sạch vậy á. Nó tác động vô người em. Dạ mỗi khi mà em tụng kinh á là em cảm nhận được. Cảm nhận như thế nào? Cảm nhận như là cái phần điển về tác động đến mình là mình sẽ thứ nhất là mình sẽ nổi da gà, thứ hai là mình sẽ cảm nhận là nó chóng mặt, nó lăn lăn đó. Dạ như là mình cảm nhận được như gì có điển vậy ha. Dạ như mình thờ cúng cha nghiêm cho các đấng thiêng liêng và mẹ gì đó, rồi
sẽ có những cái phần tốt đẹp đến với mình ha. Dạ đúng rồi. Như là mình thờ cũng như là không có được trang nghiêm quá. Dạ. Thì cái con người của mình nó thấy nặng nề. Dạ đúng rồi. Cũng như là lúc trước á, là phía bên này em thờ Lọc Mẫu, bên phía bên kia em thờ Ngọc Hoàng. Còn như này là em thờ Bộ Tây Phương dính liền nhau, bên này là em thờ Cố Hỷ, bên kia là Quan Công, như là ngày Quan Thánh hồi đó em thờ đó đó. Và rồi là bây giờ là em đưa bà chú xứ xuống chính cung với hai bà cô, với còn như đó thôi, là cảm giác rất là thanh tịnh. Dạ. Lúc trước thì nhiều quá. Dạ lúc trước nhiều, nhìn vô nó rối lắm. Dạ giờ đúng nhìn rồi. Vô. Dạ. Theo anh thì nhìn như vậy cũng rất là thanh tịnh, dạ. Nhất là thanh tịnh, trang nghiêm, dạ. Không có nhiều quá, dạ. Khi nhiều quá em cũng gối. Dạ đúng rồi, nếu cầu nguyện rồi cũng không biết em cầu nguyện cái gì. Dạ đúng rồi, đúng không? Dạ. Chỉ lại bây giờ em cũng tìm hiểu được một lý thuyết về mẫu duy trì đó là ai mà đang thờ mẹ thì cũng nếu mà em nói ra có sai gì con cũng mọi người bỏ qua, là thí dụ thờ mẹ là mình phải hiểu mẹ. Nhưng mẹ đứng trên quả địa cầu như vậy đó là cái tướng dáng của mẹ là xuống đi tìm con. Chứ thiệt ra mẹ là vô hình vô tướng. Dạ. Mẹ không có hình có tướng. Nhưng mà mình mượn cái kim thân này để mà mình thờ, mình vọng bái mẹ. Dạ là theo em được biết á, là Phật Mẫu duy trì, mình thương mẹ, mình muốn quay về với mẹ, thì mình hãy nghe được triết lý của mẹ là trong một cái đường thiên của trời mà mẹ duy trì, bị đuôi cả hai mắt và điếc cả hai tay, mẹ cầm cây gậy trượng mà mẹ mò lần, mẹ kiếm tìm con trẻ, mẹ kêu con ơi con hỏi đâu rồi. Nếu mà con nói lên vậy đó mà mọi người mà có cảm nhận được á thì hãy thương mẹ duy trì. Mẹ duy trì, mẹ rất là thương con mình, mẹ không có bao giờ bỏ con mình hết. Và dù con mình có gây ra những lỗi lầm sai gì, dạ mẹ cũng đứng ra mà chịu tội hết ha. Giống dạ. Như là bữa anh quay bé Nhật á, dạ. Thì bé Nhật có kể một cái đoạn đó nghe cũng rất là cảm động. Dạ. Thì tất cả chúng sanh, các con của mẹ mà khi mà làm lỗi á, dạ. Là mẹ đều đứng ra mà để năn nỉ cha. Dạ đúng rồi. Để không thôi là cha sẽ vũ sổ và xóa sạch hết. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ đúng rồi. Như cái trong đó là cũng sự tích bên mẹ duy trì đấy ha. Dạ còn như trong mà đại nạn đại dịch vừa rồi á, cha đã hạ lệnh rồi, cha đã cố quyết là cha đã thảy cái lệnh xuống rồi, nhưng mà cũng nhờ mẹ duy trì đứng ra, mẹ ngăn, là mẹ có nói là ông hại chúng sanh biết bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ đứng ra thay mặt chúng sanh, tôi xin ông hãy tha tội cho chúng sanh. Và là lúc đó làm cha mới là lúc đó là mẹ mới đi lên cái ngôi của cha, mẹ mới giật lại cái lệnh đó luôn. Dạ là nói chung là mẹ cũng như là người mẹ trần gian mình đó. Nói chung là thương con trẻ dù con mình có như thế nào. Tình mẹ cao cả bao la ha. Dạ. Bởi vì khi mà em chia sẻ cũng như là bé Nhật chia sẻ về cái sự tích mẹ duy trì á, thì bà con về tâm linh như là bên Phật Pháp và nghe những cái câu chuyện này thì bà con rất là xúc động. Dạ. Cảm thấy là thương mẹ ở trên cũng như là mẹ trần gian mình luôn. Dạ. Không có bỏ mẹ bỏ cha. Dạ đúng rồi. Cha của mà cha Ngọc Hoàng như là cha của mình, còn mẹ đi mẫu như là mẹ của mình. Dạ. Em hay gọi là phụ mẫu với mẫu hậu. À không, em hay gọi là phụ dương với mẫu hậu. Phụ dương với mẫu hậu ha. Dạ. Rồi cha Ngọc Hoàng với mẹ đi mẫu. Dạ. Hôm nay thì mình quay trở lại chiến đường gặp ghé nhà bé Quang. Thì nơi thờ của cháu rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Dạ chứng giữa thì có ngày Quan Công chấn giữ. Dạ đúng rồi. Chấn giữ cái như là em cảm cái lúc mà em ngồi với lại dạo thời gian ngay đây á, em cảm nhận như có cái phần gì nó không có tốt, nó tác động đến mình á. Thời gian mấy ngày nay hay gì? Cũng mấy ngày trước. Dạ nên là cảm nhận như là có người đang hại em. Vậy đó hả? Dạ nên em nhờ ngài chấn chặt giùm. Dạ. Với lại em cũng không biết sao nghe, mà em thờ cũng như thế, em cũng không có cái gì mà liên quan đến bùa phép. Mà hồi đó mới đây có người đòi đánh bùa em. Dạ. Em cảm nhận được hay là có cái sự mách bảo gì mà? Dạ em cảm nhận được luôn, như là họ đòi đánh bùa em. Dạ. Xong rồi là em cứ nguyện giấy với ngài Quan Thánh với mẹ Mẫu Duy Trì á, hàng ngày em cũng có cúng che cái ly nước vậy nè anh. Em nguyện cái thanh điển của mẹ cho em uống vô, những cái phần tạ hay phần xấu gì đó em cũng không biết có hay không,
nhưng mà em cũng sẽ nguyện mẹ đánh nó ra khỏi người em. Dạ. Nói chung là mình tu mà mình đi hại người gì cũng không tốt. Dạ, mình tu theo mẹ mà mình đi hại người gì rồi là xong. Dạ. Em cảm nhận được cái đó là cái phần đó là ở gần đây hay là ở đâu? Dạ ở xa mà ở người, xa. Dạ ở xa mà kiểu như là người ta có đánh dù gì là gì? Dạ cũng có một phần kiểu như là người ta call video với em. Là em có nghe là người ta đọc bùa, đọc chú á. Dạ nên em cũng e dè, em cũng e chừng. Dạ. Mình cũng tự dạy ha. Dạ nói chung là mình cũng không biết gì nhiều về bên bùa phép, nhưng mà mình am hiểu về bên Phật Pháp, nên mình cũng áp dụng vô Phật Pháp mà để mà mình trừ khử nó. Dạ. Tức là phone cái cuộc gọi video với nhau đó. Dạ đúng rồi. Mà có thể đánh bùa được luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Nói chung là em có một lần bị đánh vô duy rồi. Dạ, cái lúc đó là em có cái ngon vậy luôn rồi. Là em bị đánh vô duy mà tự nhiên em gặp một người đó. Gặp xong là em vừa bước vô tới đây là em tự nhiên em say sỏi mặt mày, em muốn xỉu luôn, là em biết em bị đánh. Dạ. Mà khi không mà tự nhiên từ sáng tới chiều em không bị gì hết, mà tự nhiên gặp người đó về xong rồi là em bị luôn. Là em hiểu. Dạ. Thì bị đánh lén ha. Dạ, cái như bị đánh lén mà thôi kệ anh. Nói chung là em cũng kệ. Mày hả? Mình đã biết đạo rồi, mình đã thời mẹ, thời những cái đấng thiêng liêng rồi thì mình làm theo việc làm việc tốt, còn ai mà người ta đều làm điều xấu quấy đó. Dạ. Thì kệ họ. Dạ đúng rồi. Có cái hậu quả của họ. Dạ đúng rồi, nói chung là nhân quả báo ứng. Đúng rồi. Họ làm thì họ sẽ nhận. Mình làm thì mình nhận thôi. Dạ. Như là mình thờ mẹ, thờ cha, thờ các vị nè, cũng dạ, rất là linh thiêng, cũng lớn đó. Dạ. Thì mình có gì mình thì cứ nguyện. Dạ đúng rồi. Nhất là mẹ điều trị. Dạ. Thứ hai nữa là em cũng hay nguyện với bà Năm. Dạ. Cô Năm đó ha. Dạ. Mỗi hồi lúc về em cũng buồn, cứ như là tâm trạng áp lực này kia anh. Em cũng ngồi em tâm sự với bà Năm, của em cũng được bà Năm phù hộ độ trì kia. Dạ. Nói chung là tin tưởng là sẽ nhận được đó. Dạ. Ở đây thì anh thấy là mình để cái ngày kỷ dỗ là cái này là sao, cái ngày dạ cái ngày kỷ dỗ của cô Năm á. Dạ em sợ em quên ngày á nên em ghi vô. Dạ. Tới ngày đó là mình cúng ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cũng chu đáo ha. Dạ. Mới có 17 tuổi rồi cũng giỏi. Mà anh để ý là trong đây em thường là em treo Đức Phật A Di Đà nhiều, là tại vì em nghiêng bờ về bên tịnh độ á. Phật A Di Đà. Tịnh độ hả? Dạ. Do đó là em cũng thờ ngài, cũng như là ngài ngồi ngay giữa đây, cũng như là pháp môn chính của em. Dạ. Rất là trang nghiêm. Dạ. À, cái chỗ này thì được quý bà con, quý mình quân vị Phật tử ra chợ duyên lúc trước Thảo có quay. Dạ. Ủa sao mà nhìn ở trên vậy mà nhấn nhện nó đóng quá được. Không phải nhấn nhện mà là lỗ hang không, ở trên nó chiếu xuống ở trên cái mái nhà. Dạ. Dạ. Trời mưa là sao á? Dạ trời mưa nó cũng dột á. Trời mưa lớn thì nó dột xuống nhiễu, còn mưa thì không sao phải. Dạ đúng rồi. Tại vì nó nằm ngay lằn sóng. Ngay lằn sóng là trên nó đỡ á. Dạ. Nhưng mà mưa lớn quá cũng dột quá trời lỗ hang, bởi hồi nãy giờ anh vô để ý là nó gì sao mà. Đâu mà ngồi sao chứ nhóc ở trên nè. Dạ. Bởi anh nói ủa sao mà có, hay là tại cái máy điện thoại của anh nhìn kỹ là ủa trời ơi trên. Dạ. Nói chung là ở đây nhà này cũng xưa lắm. Ừ. Dạ. Mưa lớn là dột ha. Dạ mưa lớn dột ngay đây nè. Cũng ngay bàn thờ này lên. Có dột xuống ngay chỗ mẹ không? Dạ không, ngay mẹ thì không dột, mà dột ngay đây chỗ này nè. Ồ. Dạ nó nhiễu 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 xuống nha. Ở trên cũng lỗ không kìa mà không dột xuống mẹ ha. Dạ mà nó nhiễu nhiễu ngay đây không? À. Dạ. Máy ngói lủng hết trơn rồi. Nói chung là cái máy ngoài thiết hồi trước nè. Dạ. Là lỗ hang không à, có ở phía trong đó thì không có đó. Dạ đúng rồi, còn ở trước này là nhiều. Ừ. Dạ. Ồ cái này cũng hy vọng là có cái gì Phật tử cúng dường rồi giúp cho em ha, thay cái này em có đồng ý không? Dạ được. Ừ. Dạ. Chỗ này nè cả nhà, nãy giờ để ý tưởng được có máy điện thoại của Thảo có quỷ không? Ở dưới nhìn lên nè. Dạ. Ngàn sao. Sao đó bởi vậy nè, sao không nè. Dạ. Dưới đây sao không luôn. Đó là trời mưa dột rồi cũng như là ướt mấy chỗ thờ cúng ở trên này thì cũng tội ấy. Dạ. Này thì cái chỗ tam cấp thợ này đó cũng mình cũng làm nhờ thợ làm cho bé quan này đem vô nè. Dạ. Nó nói là đưa vô đâu có được phải không? Dạ đúng rồi, đưa vô cửa này không được, cứng ngắc luôn. Cửa này nó nhỏ, đây dạ. Cửa nè. Dạ đưa vô tới đây cái cứng ngắc ngay đây luôn rồi nhờ em cũng nhờ thợ á. Đi lên rồi nhìn ta biết á, ta đưa cái thế vô là đưa vô luôn. Ừ, với mình dạ. Nguyện á, nguyện bà ha. Dạ. Đưa vô cái một ha. Dạ đúng rồi.
Rồi thôi anh cũng kiếu nha. Dạ dạ. Anh cũng đi công việc nữa. Dạ. Hôm nay mình đi chuyến đường ghé bé Quang. Dạ. Đây cậu bé mồ côi có tâm Phật. Lúc gà xuất hiện những cậu bé như thế thì khi mà chia sẻ clip về Phật pháp tâm linh thì quý bà con, quý vị khán giả, quý vị Phật tử thì rất là vui, rất là mừng. Yeah. Như là lên khuyên bà con á làm lành đánh dữ. Yeah. Cũng như là tu đạo tốt thì ăn chay niệm Phật biết giúp bà con. Yeah. Cứu giúp đời. Rồi mình có lời nào mình gửi đến bà con cũng như là quý Phật tử trong dạ. Thời đại bây giờ. Dạ thời đại bây giờ thì mình cứ cố gắng niệm A Di Đà Phật và cũng như là cầu nguyện mẹ duy trì để mà cứu khổ cho mình để vượt qua cái màn này cũng như là vượt qua mọi tất cả khó khăn của mình. Và là em cũng khuyên mọi người cũng ăn chay niệm Phật và tích phước làm lành cũng như là niệm một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Dạ. Rồi thì anh cũng thay mặt bà con. Dạ. Chúc cho em nhiều sức khỏe. Dạ. Đầu tiên là cái sức khỏe để mà có sức khỏe để cái trước tiên đi làm cuộc sống nè, rồi cũng có trách nhiệm là hàng ngày là mình phải tu tấn. Dạ. Cố gắng lên. Dạ. Để không phụ lòng mà quý vị Phật tử, quý vị Mạnh Thường Quân đã trợ duyên cho mình đó. Dạ. Cũng như là cố gắng để mà tu hành tinh tấn. Dạ đúng. Cũng nữa về với cha với mẹ. Dạ. Rồi thôi anh chào Quang nha.